Xin chào các bạn nha. Lại tiếp tục nữa, đây là chiếc xe Winner V1 độ bi LED Get Magic 3.0 nha các bạn. Đó, bi này thì rất là tuyệt vời rồi các bạn. Mình đã test thử qua quả bi này với 1.0 rồi ha. Hai phiên bản này thì ánh sáng nó đều như nhau hết các bạn. Ánh sáng của 3.0 hơi đậm tí xíu thôi, nhưng mà không có đánh giá bi nào sẽ đậm hơn thôi các bạn. Nhưng mà đặc biệt là cái quạt của quả bi LED 3.0 này nó rất là im luôn nha. Đó, hai quả bi này thì mình đánh giá thì rất là tuyệt vời. Ở điểm 3.0 này thì nó hơi ngắn luôn các bạn ơi, ngắn gọn luôn ha. Đó, ánh sáng thì nó rất là tuyệt vời, rất là đậm và mịn luôn ha. Rồi ok, hiện tại thì vị khách hàng này chơi là mắt quỷ là màu đỏ, vòng thiên thần xanh ngọc nha. Đó, cái chó anh thì hơi bị xước tí xíu, nhưng mà ánh sáng nó vẫn ra không đến nỗi nào nha các bạn. Ánh sáng nó ra vẫn ra code 100%, pha 100%. Thì cái chó Winner V1 này nó rất là rộng và trống ha. Đó, ok. Bác xin mạnh luôn em, bác xin. Lắp quả bi này thì các bạn không cần phải lên trợ sáng nữa, vì ánh sáng nó cho ra rất là tốt luôn nha các bạn. Rồi ok, ở chế độ code em, code rất là rộng ha, sáng rất là mịn luôn các bạn nha. Đây là Get Magic 3.0. Rồi tắt chế độ code đi, để nguyên gần luôn coi. Cái là ngầu luôn các bạn ơi, bạn thấy cái là ngầu luôn không? Đó. Rồi ok, để mình sẽ kết nối thêm một cái video test ánh sáng vô cho các bạn xem về bi LED Get Magic 3.0 nha. Rồi cảm ơn các bạn. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình ha, địa chỉ là 235C đường Phan Anh nha, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, số điện thoại là 0346669656 nha. Rồi cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Phía trước đây là siêu phẩm Get Magic 3.0. Đây là ánh sáng thực tế của quả bi LED Get Magic 3.0 các bạn nha, các bạn thấy rõ ràng ha. Đặc điểm của quả bi này nó rất là mịn mà luôn các bạn, và tâm điểm của nó rất là đậm luôn các bạn thấy không? Đó, rất là đậm luôn ha. Và đặc biệt là nó rất là ngắn, nó rất là thích hợp cho các dòng xe mà có dàn cơ tông mét, giống như là xe Exciter 35 hoặc là các dòng xe quay luôn các bạn. Xe nào cũng lắp được hết, tại quả bi này nó rất là ngắn luôn, rất là dễ dàng lắp đặt luôn các bạn. Đó, mình đang ở dưới quê nhưng mà cũng dành một ít thời gian để thử cho các bạn xem, để tham khảo về cái độ thực tế của quả bi này, rất là đỉnh luôn nha. Thì cái quả bi này mình theo mình cảm nhận trực tiếp ở bên ngoài thì rất là đã luôn các bạn. Đó, thì bạn nào mà thích dòng Get Magic á, mà sử dụng các dòng xe quay hoặc là các cái dòng xe như có cái công tơ mét thì đây là bản này cho các bạn. Đó, dành riêng cho các bạn nha. Đó, ok, mở pha giùm anh luôn em. Pha bản này tiếp cận laser các bạn. Pha rất là ok luôn các bạn ơi. Như cái tập đó, quạt của nó rất là im luôn các bạn. Bạn thấy không? Pha tiếp cận laser, các bạn tâm điểm của đèn pha thì cái cuối đường gần 100m các bạn mà vẫn thấy rõ ràng các bạn ha. Đó, ok. Ở dưới tay của mình đây là cũng có bi LED Get Magic 1.0, mình sẽ thử cho các bạn xem về hai dòng sản phẩm này luôn cho các bạn nè. Rồi mở luôn em. Đó, các bạn 1.0 lên đó các bạn. Đó, mình đã hạ cái bi 3.0 xuống rồi, 1.0 lên nè. Thì bi 1.0 mình cảm nhận được cái tiếng quạt của nó kêu hơi to xíu ha các bạn ha. Và tâm điểm của nó và đậm, và nó giống như là bản 3.0 các bạn nha. Giống như là mình cảm nhận được là cái bản này nó cải tiến thành 3.0 các bạn, để cho cái đuôi nó ngắn lại ha. Để cho cái đuôi nó ngắn lại cho các bạn dễ chế. Chứ cái bản mà 1.0 á thì nó cái đuôi nó hơi dài, các bạn sẽ chế cấn, bị cấn đồng hồ các bạn. Đó. Ok, quá đỉnh luôn, mở pha mà luôn em ơi. Thôi, được rồi, khỏi mở pha cũng được, pha nó giống như nhau các bạn ơi. Đó, nhiệt màu 5.500 nha các bạn. Rồi, mình mở bản 3.0 lên nè các bạn. Hai bi nó đều giống như nhau các bạn, nó đều giống như nhau, các bạn thấy rõ ràng chưa? Đó, y chang như nhau luôn. Đó, em mở ở đường nè em. Đó, mình đánh giá trực tiếp và chân thật nhất luôn các bạn nha. Đó, ok các bạn ha, giống như nhau các bạn, giống như nhau. Ok. Ha. Nói chung là giống như độ sáng là như nhau. Độ sáng là như nhau các bạn. Cho dễ lắp đặt. Rút ngắn cái bi lại cho mình dễ lắp đặt hơn ha. Rồi ok, mình đang ở dưới quê luôn, nói chung là lúa không à. Lúa ở quê mình là trồng lúa không à các bạn. Đây là quê bên nhà vợ ha. Rồi em quay cái này các em. Đó, rất là rộng luôn.
Đó, ok các bạn. Thử mà video này có gì sai sót các bạn thông cảm bỏ qua nha, tại vì ở dưới quê không có dụng cụ. Đó. Okay. Em để ngay á, đúng rồi, để tâm điểm ngay á để cho các bạn dễ hình dung và đánh giá nha. Rồi ok nha. Đó, mình cách cả cây số mới thấy cái nhà rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi, ok.